Đây là ngày cuối cùng của năm 2019 và năm nay mình đón giao thừa, mình đón năm mới ở nước Papua New Guinea. Ở Papua New Guinea, mình không có cơ hội để đi ra ngoài những khu chợ để xem mọi người buôn bán và mua sắm cuối năm như thế nào. Có được đông đúc và sầm uất như là bên East Timor, Dili hay là như ở bên Việt Nam của mình hay không. Nhưng mà tại cái chỗ làm việc của nơi mình làm việc á, thì thấy là có khá là nhiều người đi đến mua sắm ở siêu thị, thì ở cửa hàng quần áo và ở cửa hàng điện thoại. Hình như bây giờ mình và Bibi là hai người nhân viên trong văn phòng về trễ nhất, thì đa số nhân viên địa phương người ta chỉ làm nửa ngày và người ta đã về từ lúc 2 giờ. Còn những cái người quản lý Philippines khác thì đa số là năm nay họ trở về phép vào dịp năm mới để đón năm mới cùng với gia đình. Hôm nay là một ngày nắng rất là đẹp. Mình rất là háo hức để chờ đợi tối hôm nay thời khắc giao thừa tại Papua New Guinea. Mình muốn xem thời khắc giao thừa và muốn xem pháo hoa được đốt lên để tiễn đưa tất cả những điều đã vừa trải qua trong năm cũ, năm 2019. Sau khi về nhà, mình cũng sẽ có một dự án video mới counting down cho đến thời khắc giao thừa, thì sẽ up lên YouTube, mong là được mọi người ủng hộ. Và cũng nhân đây, mình cũng chúc tất cả những anh em, bạn bè, cô chú, anh chị trong cộng đồng YouTube được đón một năm mới bình an, an khang và thịnh vượng. Happy New Year!